Viêm nhiễm tại amidan hay hầu họng, nếu không cẩn thận có thể biến chứng áp xe amidan, vừa nguy hại cho sức khỏe vừa đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Nắm được những kiến thức cơ bản về bệnh lý này sẽ giúp bạn biết cách chủ động bảo vệ mình và người thân trước những biến chứng không đáng có do bệnh gây ra. Viêm amidan dù là cấp tính hay mãn tính thì cũng rất dễ tái phát và gây ra những biến chứng nguy hiểm, một trong số đó chính là áp xe amidan. Áp xe amidan là tình trạng viêm tấy đỏ và hóa mù ở các tổ chức quanh bộ phận này. Áp xe amidan thường xuất hiện sau đợt viêm amidan cấp khoảng 5-7 ngày. Nhiễm trùng amidan được xem là nguyên nhân chính gây ra áp xe amidan. Tác nhân gây ra nhiễm trùng là vi khuẩn, chủ yếu là liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm A. Các mô xung quanh amidan bị vi khuẩn kỵ khí xâm nhập, tấn công vào các tuyến rồi tạo nên ổ áp xe. Đặc biệt, những người bị viêm amidan nếu có thêm các yếu tố kết hợp như viêm nha chu, viêm nướu, nhiễm trùng răng, bị bạch cầu đơn nhân, thì nguy cơ bị áp xe amidan rất cao. Những người bị áp xe amidan thường xuyên cảm thấy đau họng, 2 ngày đầu thường giảm cảm giác đau nhưng những ngày sau nó sẽ trở nên trầm trọng hơn. Cảm giác đau họng do áp xe amidan có đặc điểm, khi nuốt sẽ thấy đau lên tai, vùng góc hàm đau nhức, sốt 39-40 độ C, người rất mệt mỏi, cay rét, lưỡi dày kèm theo hiện tượng chả mặt trắng đục ở bề mặt, môi khô. Sau khi những triệu chứng này xuất hiện, người bệnh bắt đầu chảy nhiều nước bọt, hơi thở có mùi hôi, khó nuốt, giọng nói trở nên khàn và khó nghe hơn. Nếu khối áp xe lan ra vùng cơ cắn sẽ gây khít hàm. Nếu khối áp xe lấp kín họng miệng và lan xuống thanh quản có thể sẽ gây ra khó thở. Ở những bệnh nhân này, khi bác sĩ thăm khám sẽ thấy bề mặt amidan có mủ trắng, đỏ, sưng tấy, niêm mạc phù nề. Tùy theo thể áp xe mắc phải ở từng người bệnh mà amidan có thể bị đẩy lệch hẳn vào trong, ra sau hoặc ra trước. Thường thì áp xe sẽ chỉ xảy ra ở một bên amidan nhưng nó làm cho hạch cùng bên sưng to và đau khi ấn vào. Để tránh bị áp xe amidan cần thăm khám để có biện pháp trị bệnh từ đầu. Luôn giữ gìn vệ sinh mũi họng tốt bằng cách hàng ngày súc miệng bằng dung dịch súc miệng hoặc nước muối sinh lý. Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để tránh hít phải các loại bụi bẩn có trong môi trường và không khí. Nhìn chung, áp xe amidan là bệnh lý có nguy cơ cao ở những người bị viêm amidan hốc mũ hoặc có tiền sử với bệnh viêm amidan. Vì thế, những người từng mắc bệnh này nên chủ động điều trị bệnh tích cực để ngăn ngừa tái phát liên tục, và khi có triệu chứng áp xe amidan như đã nói đến ở trên, hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Hãy đăng ký kênh Alobacsi Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về sức khỏe cộng đồng.